Ok, xin chào các bạn, mình là Kaitoki, là biên tập viên và là giọng đọc chính của kênh RTK Media. Và như mình đã nói hôm trước thì để kỷ niệm cho việc kênh RTK của nhóm chúng mình đạt được 20.000 lượt người đăng ký kể từ khoảng 6 tháng lập kênh cho tới nay, thì hôm nay chúng mình sẽ làm một video trả lời, giải đáp các thắc mắc, những câu hỏi của các bạn xoay quanh RTK Media. Ok, và không để các bạn phải chờ lâu hơn nữa, chúng ta cùng bắt đầu thôi nhé. Ok, và chúng ta đến với câu hỏi đầu tiên của bạn Binus Gamer. Câu hỏi là RTK Media có tất cả bao nhiêu thành viên? Thì mình xin giải đáp là RTK Media chúng mình có tất cả là 7 thành viên, bao gồm mình là Kaitoki, người sáng lập ra kênh. Tiếp theo là bạn Kami, mình viết kịch bản. Bạn Davis Chan thì thầu chuyên mảng Power Rangers. Bạn Danh Phương thì thầu mảng Kamen Rider và Super Sentai. Anh Hoshino Aoi là thầu mảng về chuyên về Ultraman. Ngoài ra thì còn có hai thành viên nữa đóng vai trò cố vấn là anh Mega Ultra Chicken, cũng thỉnh thoảng cũng đã góp mặt trong việc viết kịch bản và sửa bổ sung kịch bản. Và một anh nữa là nickname là Mr. Mr. 0836. Thì tại vì anh không tiện để lộ danh tính, cho nên là mình đúng như thế, nên là mình không tiết lộ danh tính của anh cho các bạn. Thế nên là chốt lại thì RTK Media hiện tại đang có 7 thành viên. Tiếp theo câu hỏi của Hào Nguyễn Vlogs. Anh cho biết siêu nhân Cuồng Phong ai là người đóng vai siêu nhân Xanh Lá Cây? Thì siêu nhân Cuồng Phong bản, nếu mà bản Nhật thì không rõ danh tính của người đóng siêu nhân Xanh Lá. Còn đâu bản Mỹ thì Cam Watanabe do Jason Chan thủ vai. Tiếp theo của bạn Sơn Phạm. Cho mình hỏi Ad có phải fan cứng của Garo không ạ? Tại mình thấy logo và intro của kênh đều có nét giống với phim Garo nên hỏi vậy. Đúng rồi, bạn khá là để ý đấy. Mình là một fan cứng của dòng Garo. Trong team của mình thì có tất cả là 3 người rất là mê dòng phim Garo, đó là mình, Kami và anh Mr. Tiếp theo bạn Vũ Nguyễn. Anh ơi, em tò mò nhóm của kênh có bao nhiêu người? Mình xác nhận lại là 7 người nhé. Câu hỏi của bạn Thành Nguyễn. Liệu Ad có dự định làm video tóm tắt cốt truyện hay thứ tự theo dõi dòng thời gian các franchise Kamen Rider và hay Super Sentai không? Thì câu trả lời là có. Trước đây thì chúng mình đã làm tóm tắt lịch sử dòng phim của Garo. Và tại vì Garo là một cái dòng phim nó ít phổ biến hơn cho so với là Rider và Sentai, nên là chúng mình ưu tiên làm trước. Còn về Rider và Sentai thì chúng mình cũng có dự định sẽ làm những cái video giới thiệu cả dòng phim, nhưng mà mình sẽ để nó vào thời gian sau. Bạn Trung Cá. Đâu là thể loại toku mà channel tâm đắc và thích nhất? Đối với mỗi thể loại toku có thể nêu lên một bộ mình thích nhất trong mỗi loại được không? Từ đâu mà Ad có niềm yêu thích về toku và từ đâu channel được thành lập? Thì câu trả lời đầu tiên, thể loại toku mà channel mình tâm đắc nhất thì chắc là chia ra làm 3 trường phái. Có những người thì trong team có những người đặc biệt yêu thích Kamen Rider, có những người đặc biệt yêu thích dòng Garo như mình, và có anh Hoshino Aoi là đặc biệt yêu thích dòng phim Ultraman. Đối với cá nhân mình thì mỗi loại thể loại thì mình sẽ kể ra một bộ mình yêu thích nhất. Super Sentai thì mình nghĩ là mình thích Hurricanger và Decadanger nhất. Kamen Rider thì là Kamen Rider Blade. Power Rangers thì là Operation Overdrive. Garo thì mình thích phần Hắc Lang Trương, phần phim đầu tiên nhất. Còn đợt Ultraman thì vì mình không xem theo dõi dòng Ultraman nên là mình cũng không rõ nữa. Từ đâu mà Ad có niềm yêu thích về toku? Thì cái này nó cũng khá là giống với mọi người thôi. Là khi mà còn nhỏ thì mình xem băng đĩa và mình thấy bị cuốn hút bởi cái dòng phim này, nên là mình vẫn theo dõi từ khi còn bé cho tới giờ. Từ đâu mà channel được thành lập? Thì mình sẽ kể sơ qua về cái lý do mà channel của mình được thành lập. Thì như mình đã nói ở một số cái clip đầu tiên khi các bạn hỏi,
thì mình từng là một cộng tác viên của phê phim. Mình có làm ở phê phim trong khoảng 2 tháng, từ đầu năm 2019 cho đến tầm khoảng hết tháng 3, đầu tháng 4 thì mình nghỉ. Thì làm phê phim, trong cái quá trình làm phê phim thì mình rất muốn đưa phim Toku tới cho các bạn, tại vì khi mà mình đọc comment thì mình nhận được rất là nhiều những cái yêu cầu là làm về nội dung Tokusatsu. Nhưng mà như các bạn biết thì phê phim đánh vào mảng phim điện ảnh là nhiều, cho nên là rất là khó để mình có thể phát triển cái dạng content về Tokusatsu ở phê phim. Từ đó thì mình đã nghĩ tới việc là làm một cái gì đó cho cộng đồng. Và lúc đó thì mình vẫn còn chưa chắc chắn là mình sẽ làm cái gì, thì mình có nói chuyện với anh Samurai, admin kênh phê truyện của thuộc phê team. Thì anh có nói mình là nếu mà mình muốn làm một cái điều gì đó thì sao mà không nên làm luôn bây giờ, tại vì sau này có thể sẽ không có cơ hội làm nữa. Thì mình cũng đã trăn trở rất nhiều là mình sẽ làm gì với cái đam mê của mình, mình có nên nghiêm túc với nó hay không. Thì từ trong một hôm thì mình có thức đêm mình làm nghĩ, thì mình đã nghĩ ra là hay là mình lập luôn một kênh channel mới làm về mảng review phim, tôi cũng chỉ làm về review phim Tokusatsu thôi, làm vì tới cộng đồng hiện tại. Còn lý do vì sao mình muốn làm kênh thì trước đó mình có làm kênh review toy, nhưng mà chỉ là làm để chơi thôi. Còn thời điểm hiện ở cái thời điểm hiện tại thì mình thấy trên kênh YouTube thì chất lượng các cái video review về Tokusatsu, các video thông tin nó vẫn còn chưa được, chất lượng nó chưa được tốt. Có thể là về biên tập, về giọng đọc và về thông tin nó còn chưa thực sự chính quy. Do đó là mình cùng với một số thành viên, cùng một số anh em chơi cùng, có cùng đam mê, đã nghĩ tới việc lập kênh RTK Media để có thể làm các cái content về Tokusatsu và đưa những cái content chính thống nhất tới cho người xem. Đó là lý do mà RTK Media được thành lập. Tiếp theo của bạn Ba, Ba Kano Hentai, hát cho em hỏi thông tin về từng thành viên trong nhóm. Thì có một số người mình có thể tiết lộ được danh tính, ví dụ như là bạn Kami là Vinh Lê, bạn Danh Phương thì Facebook là Danh Phương Nguyễn. Còn đâu anh Hoshinoa ơi, anh Mega Ultra Chicken, Mr. 0836 và David Chan thì không muốn lộ danh tính nên mình sẽ không tiết lộ. Redfire Gaming, anh là Top Rider ở phe phản diện đi. Thì mình xin khẳng định luôn là video về Top Rider phe phản diện mình sẽ không làm. Tại vì cái việc Top Rider được yêu thích nhất nó là thuộc vào cái cảm quan của mỗi người, mình sẽ không làm một cái danh sách như vậy. Cường Lê, rất thích cách channel review, rất chuyên nghiệp và tâm huyết, ra video nhanh xíu làm tôi học quá. Ok, mình cảm ơn bạn. Tiếp theo, VN Turk EVG, cho mình hỏi tại sao Kamen Rider khi đấu với DK họ dùng hình dạng tối thượng, tại sao đấu Kabuto không dùng phong cuối mà chỉ dùng phong thường, dùng phong cuối có thể di chuyển vào tốc ánh sáng, có thể áp đảo DK về mặt tốc độ. Kamen Rider duy nhất mình thấy là Kuga nhưng không đánh hết sức. Thì nhìn chung là vẫn là một cái câu châm ngôn là phim của ai thì người đấy mạnh. Thì những cái rider trong đi kết chỉ đóng một cái vai trò là tôn cái nhân vật đi kết lên, vì các cái cảnh chiến đấu nó khá là khập khiễng. Mình nghĩ là các bạn không nên bàn nhiều về những cái vấn đề là ai rider nào mạnh hơn hay là rider nào có đánh hết sức hay không, tại vì nó không có một cái logic nào để so sánh cả. RTK Media có định làm về phần Kamen Rider kỳ Showa không? Thì cái này thì mình không chắc, tại vì thực ra trong nhóm mình cũng có những người có kiến thức về rider mặc Showa, nhưng mà không biết là liệu nếu mà làm ra thì lượng tương tác nó sẽ như thế nào. Tạm thời mình chưa đụng đến cái mảng chủ đề đó. Câu hỏi của bạn Mỹ Nguyễn, RTK Media có nghĩa là gì vậy app? Thì mình sẽ giải đáp câu trả lời của các bạn. Thì đợt trước mình làm cái kênh review toy thì tên của mình là Kaitoki Toys Review, viết tắt là KTR. Thì đợt đó khi mà mình có ý tưởng làm kênh thì mình nghĩ hay là làm những cái gì mà đối lập lại những cái trước kia mình từng làm. Mình không làm vì đam mê nữa, mình làm một cách chuyên sâu và mình làm hướng đến cộng đồng nhiều hơn. Nên là mình nghĩ hay là mình đảo ngược cái tên KTR thành RTK. Thì nó... nhưng mà cái RTK này nó lại có một cái ý nghĩa khác so với KTR nhá. RTK này có nghĩa là Right Key, có nghĩa là một cái chìa khóa đúng đắn ấy. Mình coi cái channel này của mình là một cái
chìa khóa giải quyết cho cái vấn đề thiếu sót thông tin và kiến thức của cộng đồng tokusatsu hiện nay. Vì là khá nhiều bạn có kiến thức khá là mơ hồ và nhầm lẫn rất là nhiều thông tin. Nên là mình nghĩ là mình sẽ lập ra một cái kênh này để giúp cho, tức là tạo ra một cái nền tảng kiến thức về toku vững chắc hơn dành cho các bạn. NTR Gamer TV, anh đánh giá Zio thế nào? Zio mình chưa xem nên là mình không đánh giá được. Leo, mặt anh Kaitoki, đây mặt mình đây. Anh có định làm về thứ khác ngoài dòng phim tokusatsu hay không? Câu trả lời là không. Kênh này mình làm ra chỉ để thuần làm content về tokusatsu thôi. Tại sao diễn viên trong Kamen Rider Decade lại khác với Kamen Rider gốc? Câu hỏi của bạn Lemon. Thì cái này mình cũng chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà mình nghĩ là hoặc là có thể là không mời được hết diễn viên cũ về để đóng cameo, và hoặc là Decade cũng xây dựng một dàn nhân vật mới, không, tức là lấy cảm hứng từ những nguyên tắc cũ nhưng mà không bê hoàn toàn nguyên tắc cũ vào. Của bạn Cao Jun Art, theo cá nhân anh thì anh thích dòng toku nào, Super Sentai, Kamen Rider hay Garo? Thì mình thích, cá nhân mình thích dòng Garo nhất. Nora Hải, nhóm có tổng cộng bao nhiêu thành viên và vai trò mỗi thành viên là gì? Thường sẽ mất bao lâu để lên kịch bản và hoàn thành một clip? Các thành viên có được trả lương không? Thì như mình đã nói, nhóm có 7 thành viên, vai trò mỗi thành viên như nãy mình đã đề cập, thì có hai người đóng vai trò cố vấn, mình là vai trò là vừa viết kịch bản vừa biên tập kèm giọng đọc, còn đâu những người còn lại là đóng vai trò viết kịch bản. Thường sẽ mất bao lâu để lên kịch bản và hoàn thành một clip? Thì tùy thuộc vào cái mức độ thông tin mà kịch bản nó truyền tải. Thường thì sẽ mất tầm khoảng ít nhất là khoảng 2-3 ngày, và lâu nhất có thể là từ 1 tuần, 2 tuần, thậm chí là có thể ngâm trong 1 tháng để hoàn thành một cái kịch bản. Các thành viên có được trả lương không? Thì câu trả lời là không. Hiện tại kênh RTK Media của mình chưa được YouTube bật kiếm tiền, nên là mình cũng chưa có cái thu nhập để có thể trả cho các thành viên. Nếu có làm về mảng anime thì nhóm làm về JoJo được không? Mình sẽ không làm về mảng anime. Vì sao diễn viên đóng vai Kabuto lại không xuất hiện trong Gio mà chỉ có Kagami Arata? Thì theo như mình biết thì nhân vật diễn viên thủ vai Kabuto là Mizushima Hiro. Anh ấy đã tạm thời giải nghệ để tập trung cho gia đình. Đã bao giờ cả team RTK Media thấy nản các vấn đề như sắp tăng chậm, view không cao để lên kịch bản đánh giá cho một bộ nào đấy, khi nhớ viết kịch bản phải làm những gì, có phải cày cả bộ từ đầu không? Thì nếu mà nói là nản, chắc chắn là có. Tại vì cái giai đoạn đầu khi mà mới lập kênh YouTube thì các bạn phải biết là nó tăng trưởng rất là chậm. Cái khi mà chúng mình đi được đến 1.000 lượt đăng ký là phải mất gần 1 tháng. Cái thời gian đầu up video lên rất là ít tương tác, lượt view nó cũng thấp. Thì mình cũng nghĩ kiểu cảm giác mình thấy nó hơi tiếc cái công sức mà mình bỏ ra, tại vì chưa được nhiều người biết tới. Nhưng mà sau một thời gian hoạt động, mà giữ nguyên cái tôn chỉ hoạt động của nhóm là làm content một cách chất lượng và chính xác, thì kênh đã có một cái lượt tăng trưởng rất là rõ rệt. Thì lúc đó thì chúng mình có thêm nhiều động lực để làm hơn. Để lên kịch bản cho một bộ thì phải làm những gì? Thì tất nhiên là sẽ phải xem lại phim, hoặc ít nhất là đọc lại những cái tóm tắt phim, và mình phải tìm hiểu qua các trang thông tin chính thống để xem nội dung phim hoặc là các cái thông tin bên lề của phim như thế nào để cung cấp cho các bạn. Tại vì viết một cái kịch bản không chỉ đơn thuần chỉ là thuật lại một cái bộ phim hay là thuật lại một cái nhân vật, mà mình phải đưa ra cả những cái thông tin bên lề để thu hút người xem, và cả những cái nhận xét đánh giá của cá nhân mình nữa. Nên là tất nhiên là mình phải cày lại bộ phim đó để mình có một cái nhìn chính xác nhất. Ở dạng complete form đi kết có thể biến thành final form các rider khác không? Thì cái này trên phim chưa đề cập. Bạn Kenjin CS Girl muốn đóng góp hay là thành viên của team thì cần đạt những tiêu chí gì? Thì nếu mà đóng góp thì các bạn có thể gửi kịch bản cho nhóm thông qua fanpage Not All Hobby Review hoặc là qua Facebook của mình. Nhưng mà để trở thành thành viên thì mình nghĩ là khá là khó, tại vì nhóm mình, tôn chỉ của nhóm là làm những cái anh em thân thiết, quen với nhau ấy, thì teamwork nó sẽ tốt hơn. Mình tạm trước mắt là mình chưa có nhận người ngoài vào thành viên của team. Vân Lý, cơ duyên nào mà add vào các thành viên team RTK Media thành lập? Thì như ban nãy mình đã nói là mình muốn đem một kênh YouTube có thông tin chính quy về tokusatsu tới cho các bạn.
nên mình đã cùng một số anh em chơi cùng làm kênh này. Thì chia sẻ thêm với các bạn, đa phần thành viên của RTK Media là người Việt Nam, chỉ có mình và Danh Phương là người miền Bắc thôi. Nhưng mà bạn Danh Phương thì hiện tại đang đi du học bên nước ngoài. Nên nhìn chung là đây, mình ngồi đây livestream, mình ở đây trả lời câu hỏi của mình này. Các bạn biết là chỉ có mình là người miền Bắc, còn đâu các thành viên khác thì đều ở trong miền Nam hết. Ai có muốn làm video phân tích sức mạnh chi tiết ở những nhân vật phụ hay phản diện trong Kamen Rider không? Thì mình không làm video phân tích sức mạnh. Những cái đó có thể tra rất nhiều thông tin ở trên Wiki. Và những cái phân tích sức mạnh thì nó sẽ gián tiếp tác động, nó gây tranh cãi trong nội bộ người xem tập của Tatsu, cho nên là mình sẽ không làm. Ai có định làm về Kuga và Akito không? Thì Kuga, mình khẳng định là Kuga sẽ có vài review. Tại vì sắp tới mình sẽ cày bộ Kamen Rider Kuga, mình đã tải sẵn phim về rồi. Và có thời gian thì mình sẽ tranh thủ mình cày phim. Mình cần biết mọi thứ về Dark Rider, khái niệm Dark Rider là gì? Câu hỏi của bạn Duy Nguyễn. Thì nói chung là có 3 cái khái niệm mà người xem hay bị nhầm lẫn. Và cũng thực chất là ngay cả ban Toei thì cũng không xác nhận chính xác. Đó là Dark Rider, Anti Riders và Villain Rider. Thì theo cái cách hiểu của mình, Dark Rider là những cái mà nhân vật mà có sức mạnh, nó là một sự sao chép tương phản với nhân vật chính và đứng ở phe đối đầu chiến tuyến với nhân vật chính. Thế còn nếu mà về chi tiết như nào thì mình cũng chưa có khái niệm cụ thể. Tiến tải trương trong Kamen Rider Blade chấp nhận sống xa xã hội loài người để Kalis sống như con người, nhưng trong Zio cả hai đều sống xa xã hội loài người. Thì cái này thì mình cũng không rõ lắm, tại vì thực ra là cái thế giới trong Zio nó là một cái thế giới song song với cái thế giới gốc thôi, chứ nó không phải là thế giới gốc. Nên là cũng không rõ cái cơ sở vì sao mà Hajime lại sống tách biệt với Amane. Có thể là để giữ an toàn cho cô bé, cái này mình không rõ vì mình Zio mình cũng chưa xem. Các tập crossover của Kamen Rider với Super Sentai nào là hay nhất? Thì mình nghĩ là tập crossover đầu tiên Super Hero Taisen là tập hay nhất. Cho em hỏi, thành viên có thích bộ Ultra Series hay Ultraman nào không? Thì cái này thì chắc là phải hỏi riêng anh Hoshino Aoi, chứ mình chưa xem Ultraman. Bạn chủ kênh có tuyển bạn trai không? Không bạn nhá. Cho hỏi Hyper Cross Sword của Kabuto có thể tính là Super Form không? Vì Hyper Cross Up quá bá ác luôn form ấy. Hyper Cross Sword là Final Form, còn đâu Hyper Cross Up là hình thái tăng tốc Power Up của Final Form đó. Anh thích Toku nào nhất ở các thời đại Reiwa hay Seisowa? Tất nhiên là thời Heisei rồi. Thời gian làm video mất bao lâu? Có những gặp trở ngại nào khi làm video không? Nếu được lên TV nhớ che tên ta nhé. Black Student DN. Thời gian làm một video thì thường là mất 1 tuần đến 2 tuần. Nhập trở ngại khi làm video thì chắc là việc tìm kiếm footage, tại vì không phải là phần team nào cũng có thể tải được footage trên mạng về. Chứ đã làm giải thích dòng thời gian đi kết thì hiện mình chưa có ý định làm về đi kết. Làm một video mất bao lâu và team có bao nhiêu người? Làm video mất 1-2 tuần và team có 7 người bạn Long Hồ nhé. Anh nghĩ sao về các rider từ Double đến Zero One luôn đi theo hướng debut form, trong tập trung vào cốt truyện nhưng đi kết đổ xuống? Thì cái này không thực sự là chính xác, tại vì tuy là từ cái thời Double đến Zero One thì tập trung khá là nhiều vào item sưu tầm, nhưng mà cũng có những bộ cốt truyện được xây dựng rất là hay, ví dụ như Double, Ozu hay là Drive, Build. Giải thích ý nghĩa RTK Media thì mình nhắc lại, RTK Media có nghĩa là Right Key, nghĩa là chìa khóa đúng đắn. Grand Zio, Omazio đâu là Final Form? Kamen Rider Score cho Double thuộc Dark Rider hay gì? Super Sentai bắt đầu đi xuống kể từ bộ nào vậy? Chừng nào tiếp tục sự kết hợp dòng phim Kamen Rider và Super Sentai? Theo mình thì Omazio là form cuối của Zio. Đấy là theo mình nghĩ. Còn Skull thì mình không nghĩ là thuộc Dark Rider mà là Anti Rider. Super Sentai bắt đầu đi xuống kể từ bộ nào? Mình nghĩ là Super Sentai bắt đầu đi xuống từ sau bộ Kyoruger. Kyoruger hoặc là Ninninger. Bộ Kyoruger thì thành công bên Nhật nhá, nhờ như là bộ sau đấy, nhờ Tokyuger. Còn nếu mình không nhầm thì từ Ninninger bắt đầu có dấu hiệu đi xuống.
Còn đâu sự kết hợp giữa Kamen Rider và Sentai thì hiện tại chưa có thông tin gì. Cao thủ gamer gaming, tại sao có quyết tâm làm YouTube? Các vấn đề không đam mê khác như game thủ hay gì? Tại vì mình yêu thích dòng phim Tokusatsu nên là mình có đam mê làm về cái lĩnh vực này. Nếu quan điểm về Super Sentai hiện nay thì cá nhân mình thấy có vẻ là mình đã quá tuổi xem một Super Sentai rồi. Mình xem dạo này mình không còn thấy hứng thú nữa, cho nên là mình đã bỏ khá nhiều bộ Super Sentai. Tính từ như Ninja cho tới nay thì mình gần như là mình đã không xem một bộ Sentai nào cả. Kamen Rider và Super Sentai thích cái nào hơn? Câu hỏi bạn Bảo Ngọc Quỳnh. Mình thích Kamen Rider hơn vì mình hợp với dòng phim đó hơn. Tại sao ít ra video và tại sao làm về Tokusatsu? Thì lý do mà ít ra video là tại vì hiện giờ kênh chưa được bật kiếm tiền, nên là mình chỉ duy trì tần suất đăng clip ở mức thấp nhất thôi, là một clip một tuần. Khi nào mà kênh có mỗi nguồn thu nhất định thì mình sẽ dành bỏ thêm nhiều thời gian hơn vào cái việc phát triển kênh này. Cho em hỏi một số vấn đề át gặp phải khi làm video. Nếu tiện có thể là một phần nói rõ về clock up của Kabuto cho mọi người hiểu rõ. Nếu được, em cảm ơn trước. Vấn đề gặp phải khi làm video thì thường là cái việc tìm kiếm footage để biên tập nó khá là khó. Và một số cái thông tin cần tra cứu cũng phải tìm hiểu khá nhiều. Cho mình hỏi Dekabu và Omamu khi nào tuyệt chủng, cái này thì mình cũng không rõ nữa. Nhóm có tổng có bao nhiêu thành viên, có dự định gì nếu kênh được 100.000 sub? Thì nhóm có 7 thành viên, nếu mà được 100.000 sub thì sẽ có ăn mừng, có giveaway. À, có thể giải thích rõ hơn các thế giới trong Kamen Rider không? Và trong Kamen Rider Zio tại sao đi kết lại có khả năng du hành không gian lẫn thời gian? Mong sẽ được giải đáp. Cái này thì rõ hơn các thế giới Kamen Rider. Câu này nói chung là nó chưa có một cái thông tin xác thực cụ thể, cho nên là mình xin phép mình không trả lời. Nếu như cơ hội để Henshin thì mỗi thành viên trong nhóm sẽ chọn Kamen Rider nào để biến hình. Cá nhân mình sẽ chọn hình Kalis. Không biết bao giờ ăn làm về Harikenger. Em là fan bộ này, em muốn có thêm thông tin. Mình sẽ sớm làm về Harikenger thôi. Chắc là cuối năm nay hoặc đầu năm sau thì mình sẽ làm thôi. Đã có dự định làm nhiều hơn về Power Rangers không? Thì cái này hơi khó, tại vì cái bạn mà thầu kịch bản chính cho Power Rangers là bạn Davis Chan. Cũng là cái bạn mà viết kịch bản của Time Ranger ấy. Bạn ấy đang ốm và hiện giờ chúng mình đang bị mất liên lạc với bạn ấy. Mình không có cách nào để liên lạc với bạn ấy cả. Cho nên là cái bản Power Rangers nó sẽ giảm tần suất đi một chút. Có thể giải thích rõ giúp em tại sao hai cờ Kabuto Zector bị phá hủy và có thể quay lại. Thì vì là hai cờ Zector là một cái Zector có thể du hành xuyên thời gian, nên là nó có thể từ hai mốc thời gian khác nhau để đến, như là những mốc thời gian trước khi nó bị phá hủy. Sau này khi phát triển đã có dự định làm các mảng khác không? Các mảng khác trong dòng Toku thì có, mình có dự định làm thêm cả Amal Hero, hay là những cái loại phim Toku khác như cả Grand Sizer, các thứ Tomika Hero hay là gì đấy, Ryu Kendo. Sau này thì mình sẽ làm. Và hiện tại thì chưa. Có thể làm cái Kamen Rider Wizard không? Thì cái này để mình trao đổi bạn Danh Phương. Wizard mình chưa xem. Tìm hành đạo fan bằng cách giải thích dòng thời gian của Kabuto đi, tính là movie. Cái này thì để mình nghiên cứu và mình làm sao. Nếu như Forza kết hợp lửa và điện thì sao? Cái này mình không rõ. Đây là cái mặt tối cho các series Rider đi. Mặt tối với các series Rider thì hiện tại mình thấy là hơi tập trung spam item sưu tầm quá. Cũng không vấn đề gì nếu như cốt truyện nó ok, nhưng mà mình cảm giác nó hơi làm loạn phim. Anh có tính làm về các thể loại khác như Meta Hero hay Grand Sizer không? Câu trả lời là có. Sau này mình sẽ làm. Khi mà kênh phát triển hơn thì mình sẽ làm. Sao anh lại đặt tên RTK Media và RTK trong tên kênh nghĩa là gì? Thì ban nãy mình đã trả lời rồi nhá. Em vẫn thắc chắc trong Kamen Rider Blade liệu là remote của Linger có phải một undead không? Kalis có thể biến thành tất cả undead cho các lá bài Rider khác không? Thì lá bài remote là một undead. Và Kalis thì có thắt lưng Joker, khả năng biến thành các undead khác. King Form của Blade xài càng nhiều càng thành undead. Anh giải thích giúp em, câu hỏi của bạn Trọng Nhân. Thì lý do mà King Form xài càng nhiều thì càng biến Kenzaki thành undead là tại vì khi mà dùng King Form thì Kenzaki phải dung hợp DNA của con người với tất cả DNA 13 undead trong bộ bài quân át, quân bích. Lý do đó khiến cho càng về sau thì cái DNA của undead càng lấn át DNA con người trong Kenzaki và biến anh trở thành undead. RTK sẽ làm hết 21 Rider chứ? Nếu mà
trong tương lai thì chắc là sẽ hoàn thành hết. Anh cũng review về Monster, câu này mình không hiểu lắm nên mình sẽ skip luôn. Rotterdam Media có làm về build không? Sau này mình sẽ dự định làm, mình cũng thích bộ build. Anh em hỏi là Hyperclock Cup và Clock Cup cả bộ tổ có chức năng gì, có thể nói rõ hơn. Thì mình sẽ trả lời câu hỏi của bạn Amateur Shipper này trong video giải thích ý nghĩa Rider và form Kabuto sắp tới mình làm. Thích phong cách chiến đấu của Rider nào nhất thời Heisei từ Kuga cho đến DK? Phong cách chiến đấu mình thích nhất thì chắc là của Fize. Phong cách chiến đấu nó khá là bất cần đời. Tekoki Mikuzaki có phải Toku không? Có phải là Toku bạn ạ? Mình có dự định làm về Amohiro và Grand Caesar nhé. Có định làm về một số mảng Toku khác như Godzilla hay Meta Hero không? Có bạn nhé. Sâu thành viên trong Rotterdam Media thì cái này hơi khó, tại vì có một số bạn trong một số người trong nhóm không muốn lộ mặt. Tính sao về chất lượng chương Proximity Camera ở Neo Heisei so với Heisei? Thì mình thấy Neo Heisei nó vẫn có một cái chất riêng của nó, vẫn có một sự thu hút nhất định. Cũng phải đầu tư rất nhiều về mặt hành động và kỹ xảo, và cũng đầu tư về việc sáng tạo ra form các thứ. Nhưng mà nếu mà so với thời Heisei thì mình thấy Heisei nó có một cái gì đó nó u tối hơn. Sẽ là hết video thời Heisei sau 15.01 hay là 01 sau khi kết thúc. Thì cái này là tùy vào hứng bạn ạ. Tại vì mình không phải là làm review theo thứ tự. Và mình thấy bộ nào mình muốn giới thiệu tới cho người xem thì mình sẽ làm trước. Vãi cả linh hồn 2, tôi cũng làm về video và các thông tin xung quanh bộ phim, có thể cho nguồn tin hay dùng không? Thì cái nguồn tin mà mình hay dùng để tham khảo nhiều nhất đó là Wikia. Bạn Võ Thành Pháp, em có hai câu hỏi. Trong hành trình từ con số 0 đến giờ, team gặp trắc trở hay khó khăn gì? Thì trắc trở và khó khăn chắc là việc mà làm sao để cho mình không bị nản trong cái quá trình mà kênh mới hình thành. Tại vì thời điểm đấy thì lượng tăng trưởng của kênh khá là thấp. Team có bao nhiêu thành viên và cách phân chia công việc trong team như thế nào? Nhóm có 7 thành viên, cách phân chia công việc thì mình đã nói ở trên. Bạn Kim Hương Mai, sao anh không làm về Kiva cũng chụp phim gốc? Bí ẩn về Kiva, Kiva mình sẽ làm sau. Và cả câu hỏi tiếp theo về đi kết, cái này mình đề cập sau nhé. Có thể làm về chế độ nhận phong được không? Mình sẽ làm trong tương lai. Trong Carrider Fight, đoạn cuối King of Phaedos thực sự bị phát tiêu diệt hay còn sống? Tại sao đến cuối series Kiva lại rút Fight? Mình được anh ta ghét con người. Thì King of Phaedos mình nghĩ là đã bị tiêu diệt. Còn đâu lý do mà Kiba giúp Fight? Tại vì Kiba là một con người khá là nhân hậu. Anh giúp anh tuy là một Orphanos nhưng mà vẫn đứng với phía con người. Bạn Sawada Takeshi, RTK Media, RTK nghĩa là gì? Mình đã giải thích ở trên rồi. Trong các camera đời anh nghĩ bộ nào thành công nhất ạ? Mong anh trả lời. Mình nghĩ bộ thành công nhất là bộ Kuga. Tại vì nó đã tạo được một tiếng vang để cho Heisei Rider có thể Camera đời có thể sống được đến tận thời điểm này. Trong nhóm có bao nhiêu người? Nhóm có 7 người. Bạn Phúc Trần, chữ RTK nghĩa là sao? Team có bao nhiêu người? Mình sẽ nhắc lại, RTK Media nghĩa là Right Key. Còn team thì có 7 người. Đang có định làm về Go Kaiser không? Mình có làm, sau này mình sẽ làm. Đợi có định mở rộng nội dung cho kênh không? Như mình đã đề cập ở trên là mình sẽ mở rộng. Cho mình hỏi con mèo bạn đặt thu ở đâu? Thế bạn nghĩ vì sao mình phải trả lời bạn? Bạn không lịch sự nên bạn không có được câu hỏi bạn muốn. Về sắp Commander Zio Movie Overcrosser đi. Thì nhóm mình không phải là fan sắp nên là mình sẽ không làm sắp. Làm về Commander Game đi. Mình sẽ làm cho tương lai. Khi nào ra clip về Time Ranger? Chờ lâu lắm rồi, bạn Phúc Eleven. Thì mình đã thông báo 2 lần trên tab cộng đồng của kênh. Và mình xin khẳng định lại một lần nữa là bạn đang viết kịch bản. Bạn David Chan viết kịch bản Time Ranger hiện đang ốm. Và chúng mình đang mất liên lạc với bạn ấy. Là tạm thời clip Time Ranger sẽ bị lùi lịch vô thời hạn. Ta có định tóm tắt các tiểu thuyết ở dòng Kamen Rider không? Nếu mà các bạn muốn thì mình sẽ bảo Kami viết kịch bản. Tại vì Kami khá là chuyên về mạng tiểu thuyết của Kamen Rider. Nhóm có định làm vì thứ gì khác ngoài Toku không? Chắc là không bạn ạ. Khi nào có tập 1 Chiến Thần Lạc Hồng? Cái này thì bạn nên hệ với ekip của Chiến Thần Lạc Hồng chứ mình cũng không rõ lắm. Tại sao Kamen Rider Decades có thể biến Ace Form các Rider thành Final Form bằng thẻ nhưng không thể biến các dạng tối thượng thành vũ khí? Cái này thì mình không rõ lắm, nhưng mà trong phim thì Kuga Ultimate cũng đã biến thành dạng Goran rồi. Chắc là có thể biến được nhưng mà không đề cập. Team RTK Media gồm những ai? Mình đã trả lời rồi. Kitch và Pan Hopper ở đâu ra? Thì theo như trong phim giải thích thì Hopper Zector là Zector từ địa ngục chui lên. Làm về Kamen Rider Kiba đi, mình sẽ làm trong tương lai nhé. Bận một tập về khai thác dũng sĩ của ông đấy, HGS Studio, HGS Sub Studio. Thì nhưng
mình giới thiệu qua một chút. Bạn HGS Sub Studio này là một bạn mà rất là tâm huyết với dòng phim Armor Hero. Bạn có kiến thức rất là rộng và rất là tìm hiểu rất là bao quát về bộ phim. Nên là sau này nếu mà làm về Armor Hero, mình rất là muốn bạn hát bạn Mini Chill của bên HGS Sub Studio có thể cùng mình viết kịch bản để thông tin đưa tới cho người xem được chính xác nhất có thể. À, thích nhất series nào của Super Sentai và Power Rangers? Super Sentai mình thích mình thích Hurricaneer và Decadenger. Còn Power Rangers là Operation Overdrive. Nhóm có dự định làm về dòng phim Ultraman không? Thì nhóm đã làm được vài clip về dòng Ultraman rồi đấy bạn. Đó là một cú review Kamen Rider Gam nhỉ. Mình sẽ làm trong tương lai. Đến được 100k sub thì channel sẽ làm gì? Có lẽ là mình sẽ giveaway bao giờ mà chiến thần lập hồng. Nên mình không rõ. Vài câu hỏi mình đưa tới camera. Cơ duyên nào mà đưa tới camera thì lập. Mình đã trả lời ở phía trên là cả mình và các thành viên trong team muốn làm một cái kênh YouTube về Tokusatsu. Để tức là nó content nó cũng được làm một cách kỹ càng và chính quy. Thì mình chia sẻ thêm một chút là cái thời điểm mà mới lập kênh đấy thì mình cũng khá là bận. Thời điểm đó thì mình vừa đang làm công việc với phim, mình còn nhận thêm một job ở trong thành phố Hồ Chí Minh nữa. Xong rồi mình còn làm kênh. Thế là một ngày mình ôm đồm khá là nhiều đầu việc. Nữa là mình bị quá tải công việc cho nên là mình không đáp ứng được cái năng suất ở phía phim. Nên là mình đã phải nghỉ việc. Và sau đó thì mình dồn hết tâm huyết, mình làm kênh RTK Media này. Nên là bài về Tokusatsu, không bài về những khác anime như cartoon. Anime như cartoon thì khỏi là khó có kênh Way to Weird Channel và kênh fan phim cũng có làm về anime. Mình tức là làm YouTube thì nó cái mấu chốt khi là làm YouTube thì mình nên chọn những cái dạng content mà ít người làm hoặc chưa có ai làm thì mình làm thì nó sẽ thu hút hơn. Bộ phim nào các thành viên trong nhóm thích nhất? Cá nhân mình thích Garo hát văn chương. Nếu mà có gì giới thiệu cho bạn bè thì mình sẽ giới thiệu dòng phim Garo là lựa chọn hàng đầu. Anh có thể loại đa dạng hơn không, kiểu giản đơn nhưng có thể anime hoặc Marvel phong phú hay hơn? Thì câu trả lời là mình sẽ không làm thêm cái chủ đề ngoài luôn Tokusatsu, tại vì kênh của mình tức là có được sự yêu thích của các bạn cho tới hiện nay là mình làm chuyên về chủ đề Tokusatsu. Có thể nói kênh mình là một trong những kênh hiếm hoi và làm content chính quy về Tokusatsu, về phim ở Việt Nam. Nên là mình muốn giữ cái bản chất, cái chất riêng cho kênh của mình. Anh có ý định làm review mấy thứ khác không? Không bạn nhé. À đâu, quên. Mấy thứ khác trong dòng Tokusatsu thì sẽ làm, còn ngoài dòng Tokusatsu thì không. Cái đoạn outro mỗi khi kết thúc video là phim gì vậy? Đó là một cảnh trong tập cuối của Kamen Rider Black bạn nhé. Khải giác dũng sĩ là của Trung Quốc à mấy ông? Đúng rồi bạn. Cho mình hỏi kênh có lấy nguồn cảm hứng từ đâu không hay tự nghĩ ra, vì mình thấy kênh làm mảng này hầu như không có ở Việt Nam. Có lẽ là cảm hứng lớn nhất của mình là ở phê phim. Khi mà mình thấy phê phim làm content về phim nó khá là chỉnh chu thì mình đã muốn áp dụng cái đó vào để làm phim Tokusatsu. Tất nhiên là làm Tokusatsu thì nó có một cái cực hơn là vì mình phải phân tích cả series, mình sẽ phải cày phim nhiều hơn và chứ cái số footage cần tải về là cũng sẽ nhiều hơn so với là việc làm phim điện ảnh. Mà có thể nói là phê phim đã cho mình khá là nhiều cảm hứng, cũng như là nếu mà không có phê phim thì cũng khó mà có được RTK Media như ngày nay. Tại vì thời gian mình làm ở phê phim mình đã học hỏi khá nhiều từ cái cách mà sử dụng footage làm sao cho không bị vi phạm bản quyền, về cách viết kịch bản sao cho nó hợp lý nhất, và biên tập mình cũng đã học hỏi được một số thứ. Thực ra trước khi vào làm phê phim thì mình cũng đã bắt đầu làm review phim ở trên Facebook rồi. Nhưng mà sau khi vào phê phim thì mình bắt đầu học hỏi được nhiều hơn và mình xác định làm một cách chính quy và chuyên nghiệp. Anh làm về Zio đi, mình sẽ làm sau. Có dự định làm về Bill không? Mình sẽ làm về Bill. Video về Kabuto sắp tới tầm khoảng 1-2 clip nữa sẽ là tới clip về Kabuto. Đợi một clip phân tích về fan sub. Về fan sub thì mình nghĩ là mình không đánh giá được, tại vì cái này nó khá là rộng, có khá là nhiều fan sub nên mình không đánh giá được. Cho mình hỏi Tiên sẽ hoàn thành phân tích một sentai từ trước đến nay chứ? Mình sẽ phân tích dần dần. À, có định làm top nhạc phim Kamen Rider hay nhất không? Cái này thì chắc là không. Bạn là Endayo nhá. Tại vì nhạc phim như mình đã nói những cái thuộc về cảm quan cá nhân của mỗi người thì mình sẽ không đề cập tới. Ok, đó là tất cả câu hỏi của các bạn dành cho RTK Media. Thì như đã nói thì hôm nay là ngày Chủ nhật. Thì mình đã lọc các câu hỏi và trả lời cho các bạn.
mình sẽ đăng tải dưới dạng công chiếu, các bạn nhớ đón xem nhé. Và ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ RTK Media trong suốt thời gian qua. Cảm ơn 20,3 nghìn lượt đăng ký đã ủng hộ cho RTK Media. Và rất mong các bạn sẽ tiếp tục đồng hành cùng RTK Media trong tương lai. Và chúng mình sẽ còn tiếp tục trở lại với những video thú vị hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video trả lời câu hỏi này. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. アンデッドは全て封印した。お前が最後だ。ジョーカー！俺とお前は戦うことでしか分かり合えない。